Cây dừa giống bên xây xúc chân, xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay mình có mới dừa ẻo mới nhú mộng nè. Thì mình đang ôm dừa ẻo chuẩn bị bắt đầu vô mùa rồi ha. Mình quay lên cho mọi người xem, mấy con gà cũng nhiều người hỏi dừa ẻo lắm rồi. Mà mình mới ương à, bây giờ mới nhú mình lấy lên mới ha. Cũng mười mấy 20 trái mới lên lứa đầu á. Thì chuẩn bị đang chặt khô nữa. Đó, mới lên về mọi người lột ra đánh bóng gáo và bắt đầu trồng được ha. Thời điểm này nó ít dễ mọi người, dễ đánh bóng lắm đó. Cái này ra được hai rễ nè, mới nhú mộng à. Về đánh bóng gáo nó dễ hơn, mình đánh bóng gáo trước không cần sơn, khi nào thành phẩm mới sơn ha. Đó, dẻo thì chắc mọi người cũng đã biết giá rồi, mình vẫn còn giữ giá cũ. Thì anh chị em nào có mua rồi thì đã biết giá. Thì mình xin mọi người mua hàng inbox qua Zalo ha. Thì số Zalo của mình đó là 0388252527. Mình ở Sóc Trăng ha mọi người. Rồi mà ngoài dừa ẻo ra mình còn có phôi hai mọng nè, ba mọng nè, phôi đột biến nè. Nhưng mà những hàng đó thì chắc mọi người phải đặt mới có ha. Có nhưng mà đặt thì mới có. Và mình có thêm lô dừa sim hồng nè. Đó, sim hồng mấy gà cũng giao hết mớ rồi, giao lai gai gì á cho mọi người về chơi bonsai á. Thì mình có bán lẻ mà, thì 3-4 trái cũng ship. Đó, sim hồng nè, nó mới lên nè, trái nhỏ luôn, trái nhỏ như trái dừa ẻo vậy trời. Đó, trái nhỏ không mới lên mộng nè. Này có mớ là nó đang ra lá đầu nè, về lột là gọc bẹ chơi luôn đó, gọc bẹ chơi luôn nó ra lá nè. Có mới lú nữa nè, ai muốn lấy mới lú rồi lấy đó, mới lú nè đó, mới lú nhóc nè. Thì ai muốn lấy hàng nào lấy, muốn lấy ra lá đầu cũng được đó, nó ra lá đầu nè. Về mình lột bẹ xong gọc là chơi luôn, có lá chơi luôn ha. Thời điểm này là thích hợp cho mọi người làm bên xa lắm. Thì giá dừa sim hồng thì cũng vừa chơi ha. Cây lại đẹp, rễ phát triển rất mạnh. Lô này thì gáo nhỏ quá tuyệt vời luôn. Thì nó có mấy cây nè, có mình ương nó lên được mấy cây lai nè. Mấy cây lai như bẹ xanh muống đỏ ha. Bẹ xanh muống đỏ, ai lấy từ chục trái cho lên mình tặng một trái này nè. Đó, nó có 3 trái à. Nó lai á, đốc á. Mà giống này sim hồng nhưng mà lâu lâu nó đốc ăn trái 2 trái vậy đó. Thì ai lấy chục trái dừa sim hồng đó, sim hồng thì mình lựa nha, lựa màu chuẩn sim hồng đó, sim hồng đó. Thì mình lấy sim hồng chuẩn cho mọi người. Thì ai lấy chục trái mình tặng một trái. Trái như thế này, trái lai ha. Đó. Màu rất đẹp nha mọi người. Hôm giờ ương được có một trái hai mộng mà để lại chơi luôn rồi. Cái này nó muốn ra màu sáng luôn. Thì mình còn có vài chục trái sim hồng nữa hết rồi. Mình không có mua được nhiều ha, sim hồng thì ít rồi. Đó, mình chia được ít rồi, lấy một lần đâu có nhiều đâu, vài chục trái vậy đó, mình ương hết cái mình lấy nữa đó. Rồi mọi người xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha mọi người. Cái trái này nó muốn ngộ ngộ, trái này thì không có bán nha. Trái này nó muốn cùng lá kiểu này nè. Đó, cái lá nó cùng kiểu này á, nên không có bán. Mình chọn giống thì mình phải chọn kỹ, nó cùng lá như thế này, nó cái mình bỏ đây nè, bỏ phế nè. Khi nào mà nó phát triển được lá tốt cái mình mới gọc bè lại. Đó, cây này cùng lá nè. Bây giờ cây cùng lá này mình bỏ nó lên cao nè, bây giờ có thể là gọc bè được rồi đó. Đó, cây cùng lá đó nó vẫn lên ha, nhưng mà nó lâu lên thì bán cho mọi người mất công nên mình để lại.
mình chăm bón đó. Đó, cây cùng lá nè, cây cùng lá này có thể là nó nhảy đọt á đó. Đó, sim hồng nè, trái nhỏ ha. Đó, sim hồng trên nè, mình đang làm nè. Sim hồng này là gáo bự nha, gáo khổng lồ nha. Hai cây này là gáo khổng lồ. Thì ai muốn lấy dừa ẻo thì lấy, hoặc là lấy dừa sim hồng cũng được. Muốn đặt dừa những phôi dừa khác thì có luôn ha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mình xin kết thúc tại đây ha.